Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cuốn video hôm nay thì Thanh Phú cũng chia sẻ vài tác phẩm cây bonsai, cũng hàng rừng núi và hàng nuôi trồng. Trước màn hình quý vị cùng anh chị em, đây là cũng có một lô mai mini, dòng đây là dòng hoa cúc, mai ghép, hàng mini, cũng khá là nuôi cũng lâu rồi. Đấy, hiện tại thì cũng còn đang nằm bầu và có một số được lên những cái chậu men. Đấy, nếu anh em mà có nhu cầu chơi mai những hàng mini bỏ bàn cứ liên hệ với Thanh Phú. Thì giá dao động từ 250 đến 500-600 ngàn cây thôi. Nó tùy theo nhiều cái cốt và cái dáng cây. Nói chung là nó ấm tàn thì nó cũng không chênh lệch gì quá nhiều. Rồi, sau đây Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm qua một vài tác phẩm bonsai. Đây, một tác phẩm Hải Châu, xây cũng lớn, kiểu văn nhân. Cây này cũng nuôi lâu, nó cũng già rồi. Từ khi khai thác và mình nuôi cốt lên, nuôi cành, vàng tây. Cây văn nhân cũng khá là đẹp mắt. Và sắp tới thì cũng chuẩn bị mùa hoa trái của Hải Châu, cây kiểu văn nhân. Đây là dưới phần đế, nó cũng có vàng đế, vàng chân. Cây này nó cao, nó là 1m2, tán là 1m1, hoành thân, hoành cổ thân đây là 26. Đấy, còn nếu mình đo tổng đế nó, đo nguyên cái nồi đế đây là 1m12, chậu đây là chậu 69 nhân cho 46. Rồi anh chị em mình cùng xem qua cái dàn cốt cành. Cây này cũng được xả nhôm kẽm rồi, vì cái những cái phần nuôi này nó cũng to nục. Đấy, anh chị em cùng xem qua trước màn hình dàn rong. Nuôi lâu, cây này nó có một cái bộ đế, tức là nguyên cả một cái cụm nồi đế. Thấy ngày xưa người ta nuôi cái chậu tròn, bây giờ về mình thả vào cái chữ nhật. Đấy, một cái chữ nhật. Cốt nó khá là liền. Và chia sẻ với anh em thì cây này nó cũng xả nhôm kẽm lâu rồi nè. Đó, anh chị em thấy cái đường uốn dây đó. Hệ văn nhân mà để trước nhà thì quá ok. Đấy, cũng bẻ những cái dàn tây, dàn co. Đấy, đây dàn rằm. Một cây văn nhân, đặc biệt là dòng Hải Châu. Khi mà cây cho hoa trái thì thôi tuyệt vời. Đây, để Thanh Vũ lùi lại anh chị em mình cùng xem lại tổng thể của tác phẩm Hải Châu này. Đấy, rồi anh chị em mình có nhà ý hãy giao lưu về trang trí cho không gian vườn nhà, đặc biệt là để trước sân nhà hay là những cái không gian thích hợp. Đấy, quá tuyệt vời, một tác phẩm Hải Châu. Tiếp theo là lộc vừng, cũng hàng nuôi lâu, rất là già cây, cũng hàng size tầm 40B. Đây, trước màn hình quý vị cùng anh chị em. Cây này nó có được bộ đế to, già cây, vàng cốt, vàng cành nó già. Đây, anh chị em mình cùng ngắm ha. Những tay nó là lực hết rồi, rất là nội lực luôn ạ. Lộc vừng mà mình nuôi lâu, chơi lâu đã già rồi, nhìn nó cũng đấy. Cái dàn phần trên,
vót cái ngọn lên trên đây. Đặc biệt cái cốt cây này nó cũng lắc nha. Đó, nó lắc cốt mặt đế. Dàn tán nó cũng khá dày rồi. Này chỉ chờ đến mùa nó buông hoa thôi. Đây, mặt phía này anh chị em xem. Đó, cái đoạn này rồi. To nục cái dàn tay không. Đấy, về kích thước của tác phẩm Lộc Vân này, cao là 90, tán nó là 1m1, hoành eo tức là hoành cổ thân nơi đây là 35. Còn nếu mình đo tổng đế nó là 1m05. Chậu này là chậu 55, kích thước chậu là 55. Đấy, một tác phẩm Lộc Vân cũng hàng siêu già, anh chị em mình cùng siêu tầm. Đấy, cũng khá chỉnh chu về chiếc chậu. Cây những cây nằm chậu lâu năm. À, để tiếp tục. Đây là một tác phẩm ổi quý vị. Một cây ổi ta mình. Xây này cũng lớn. Thì vào một cái chậu, chậu này chậu 60. To. Cây này nó cũng cực già. Cái ổi ta mình. Đây, tất cả các cái dàn co. Dòng ổi. Cái mộ da nó quá đẹp. Các cái dàn tay nó bẻ. Những cái co nó quá nghệ thuật. Đây, anh chị em xem những cái dàn co. Đây, bắt đầu là cây cho hoa trái nè. Đó, hoa này, hoa cũng khá là nhiều ở trên cây, sắp tới là nó kín cả một cây trái. Còn phần đế, đây là tất cả các mầm, nó cũng lực cây, rất là lực. Cái đế này là, mình đo đế này là 95, còn cái phần eo là cái cổ thân nơi đây nó là 31, thân 31, đế là 95, cao nó là 80. Còn full tán nó là 1m4. Chậu này chậu 60 vuông. Đây, để Thành Phú mời anh chị em xem đây nè. Một số bên này nó ra trái rồi nè. Đây, ra đầu trái rồi nè. Đó, rất là dễ thương không. Đây, bên này nữa nè. Đó, bắt đầu trái ra rồi. Đây, anh chị em xem. Tất cả các mầm là lực cây. Mình để cho nó thấy mình bấm nó cũng được, khi không để cho nó quá dài. Có một cái cành bay này phải nói là làm từ thở bé ha, nó lắc và những cái đoạn co nó đẹp. Đấy, anh chị em mình xem. Đấy, cũng hàng size lớn. Chậu 60 nhưng mà kiểu chậu đa mài vậy. Nên nó sâu lòng. Nó rất là nặng. Đặc biệt cây này sắp tới thì anh chị mình xem trái mới mê. Những cái một số nó cũng đã đậu rồi. Đây còn số hoa. Đấy, về tác phẩm ổi nè. Anh chị em mình ở nhà ý thì nhấc máy lên. Bên này Thành Phú thấy có một cây tùng. Một cây tùng xưa. Thấy cốt nó cũng nghệ thuật. Nên chia sẻ cùng anh chị em. Đó, một cái cốt nó nghệ thuật. Cũng khá là tranh. Đấy, những cây tùng xưa. Cốt nó nghệ thuật cả quý vị. Đấy, nếu anh chị em mình có yêu thích những cái tác phẩm mà nó, những cái cây mà nó cổ xưa. Đấy, có những phần lũa trên thân nha.
vàng cốt cành. Cây này nó nghệ thuật. Chiều cao đó là tầm 85. Còn tán của nó là 1m4. Thân nó tầm 26. Chậu này chậu kiểu án mây, dài là 70. Đấy, một cây tùng xưa. Rồi, có một cái trắc mini, hàng mini. Nhưng mà Thanh Phú thấy nó đẹp. Cái cốt này nó có hai chân nè. Trên này nó vót cái cổ lên trên. Đó, kiểu như cái cổ bình rượu á, nhỏ xíu thôi. Trên này là cành. Đó, cành nhánh chi tán vào cái quạt nhỏ nhỏ. Kích thước cái quạt này là 35. Cao nó là cũng là 35. Cao của cây 35. Cùng mình đo cái chân của nó. Đó, đo cái chân của nó là 55, là đo hai chân. Còn tán nó tầm cỡ 40. Một cái trắc mini. Nhìn cũng khá là dễ thương. Đấy, anh chị em mình nếu chưa có những cái cây rừng núi, những dòng cây thác thì cũng nên sưu tầm. Bên này là một cây bồ đề búp măng. Đấy, cây trắc này cũng khá là đẹp nè. Để Thanh Phú qua bên này quay mặt bên đây luôn cho anh chị em mình xem luôn. Đó, nó kiểu hai chân xòe ra rất là đẹp mắt. Đấy, anh chị em mình có nhã ý thì nhấc máy lên. Ở bên này thì tiếp tục Thanh Phú chia sẻ một tác phẩm găng. Tác phẩm găng cũng hàng size lớn. Cái này cũng 40B ạ. Đấy. Khá là chỉnh chu. Dòng găng lá rí. Tại sao gọi lá rí quý vị? Nó có hai dòng lá. Tức là có một cái loại lá nó to. Loại này lá này nó nhỏ thôi. Nó bé xíu. Thấy nó nhỏ hơn cái đầu ngón tay của mình. Về tác phẩm găng này á, thì mặt bên kia là nó liền. Còn cái mặt bên này á, thì đây là tất cả những cái phần lũa thiên nhiên. Anh chị em mình xem. Một cái phần lũa thiên nhiên. Mà găng thì những cái dòng khai thác, chẳng hạn như găng nè, trắc nè, đôi khi hải châu. Tại vì những cái dòng cây khai thác ở rừng núi á, thiên nhiên, thì không sao tránh khỏi phần lũa. Nhưng mà vô tình những cái lũa đó là những cái điểm nhấn, những cái vẻ đẹp của cây. Có thể là anh chị em mình khéo tay về mình làm lại cái phần lũa. Đấy, những cái lũa thiên nhiên nè, rất là chắc. Đấy, dòng lá anh chị em mình xem. Nội lực cực kỳ là lực luôn á. Mặt bên này nè, nó có những cái phần này rất là nó kiểu như nó hút cây. Đấy, size này là tầm 40B. Để anh chị em mình xem lại tổng thể. Về kích thước là chiều cao của nó là 65, tán nó là 90. Tổng hành đế là 1m56. Chậu này chiều và dài là 80. Dạng hộc xoài mà cũng chậu mỏng. Đấy, anh chị em mình xem lại. Anh chị em mình có nhà ý thì nhấc máy lên liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình hoặc kết bạn Zalo. Tiếp theo chia sẻ cùng anh chị em một tác phẩm găng, cũng hàng xây kích 40B. Những cây có những cái vóc dáng mà thiên nhiên, những cây khai thác, những cây rừng núi. Về vẻ đẹp thiên nhiên, con người không thể nào can thiệp vào cái bộ cốt của nó được. Chỉ mình về xây dựng cái dàn tán thôi. Đây, tổng thể trước màn hình anh chị em. Một cái bộ form khá là đẹp mắt. Kể cả nó phù hợp với cái bộ cốt.
khá là gọi là dì cốt, nó theo một cái hệ mà cốt quái. Mặt bên này thì nói chung là cây này chơi toàn diện. Đầu tiên thì Thanh Phú chia sẻ cái mặt phía này, mặt phía này là mặt phía lũa, có một số lũa, đây lũa thiên nhiên rất là chắc. Thì nhìn cái bộ tán như thế này thì anh chị em mình hình dung được là cái cây nó lực đến cỡ nào, cái sự cái sức sống của cây. Những cây cốt chậu mà lâu năm, đây dưới phần chân nè. Đấy, còn về kích thước cao là 85, tán là 1m2, đo tổng đế là 1m3. Chậu này là chậu chiều dài 75, dạng hột xoài mà hột xoài mỏng. Đấy, anh chị em mình xem cái lá nè, đặc biệt là cái bộ lá, dòng lá rí rất là nhỏ, tầm khoảng chưa được nửa đầu ngón tay nữa. Đấy, còn cái dàn xương, dàn râm của những cái cốt cành, những cái cành mình nuôi này, những cái tán mình nuôi này, đó, thì nó cũng đã phân mảng hết rồi, dàn râm nó dày. Đây, chị em mình xem những cái ngóc kết của cái phần cốt này. Chị em mình xem, quá tuyệt vời. Rồi, tiếp tục Thanh Phú sẽ đi qua bên kia để anh chị em mình xem một cái mặt bên này nữa. Đấy, tổng thể là cây này nó đẹp hai mặt. Một cây găng vàng, dòng lá nhỏ, lá siêu rí. Đấy, anh chị em mình cũng có thể thấy được tổng thể cũng như tổng bóng của cây. Mặt bên đây là toàn bộ nguyên một cái bản vách da. Đấy, rất là lực khỏe cây, đặc biệt là có những cái chân buông này, rất là khôn cây nha. Đó, những cái chân buông khôn cây, khéo cốt quý vị. Cây này nuôi lâu rồi, chỉ bấm trận và chơi theo kiểu như cắt giật, nó đã ra form rồi thì anh chị em mình còn bấm trận thôi. Rồi, để Thanh Phú đọc lại kích thước. Cây này cao 85, tán là 1m2, tổng đế là 1m3, chậu này là 75. Đấy, một tác phẩm găng vàng, size 40B. Rồi, quý vị anh chị em mình cùng xem lại tổng thể. Đấy, rồi, kết thúc video này. Thanh Phú cảm ơn quý vị cùng anh chị em bỏ thời gian xem hết video. Anh chị em có nhã ý với tác phẩm nào thì cứ liên hệ thông qua số điện thoại có trên màn hình để giao lưu. Anh chị em có nhu cầu những cái mai mini, đấy, giá chỉ vài trăm thôi mà anh chị em mình có một cây mai mini để bàn. Thời điểm hiện tại anh chị em mình sở hữu chơi, chắc chắn Tết năm nay nó sẽ hoa. Đấy, thì mang vào những bàn trà phòng khách, những cái không gian nhỏ hẹp. Bởi vì những cái tác phẩm mai mini này vào những cái chậu men nữa thôi thì nó đẹp cực kỳ. Rồi, Thanh Phú hẹn lại anh chị em những tập tiếp theo. Thanh Phú xin chào.